못. 나는 사진을 찍고 싶지 않아. Tớ không muốn chụp ảnh. Hai. 언니는 책을 읽을 필요가 없다. Chị không cần đọc sách. Ba. 너는 버스를 타지 않는 게 좋겠어. Cháu không nên đi xe buýt. 4. 사진을 찍으면 안 된다. Không được chụp ảnh. 5. 나는 버스를 탈수 없다. Em không thể đi xe buýt. 6. 그는 책을 읽지 않을 것 같다. Có lẽ bạn ấy không đọc sách. 7. 나는 책을 읽고 싶지 않아. Tớ không muốn đọc sách. 8. 버스는 타면 안 된다. Không được đi xe buýt.